Thúy Vân xin được lời chào đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm tới bản tin 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Và ngay sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị thân mến, tình hình mưa lũ, bão tổ phong ba, động đất sóng thần đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trong suốt từ những ngày đầu năm tới nay. Vào sáng ngày hôm nay, chính phủ của Bắc Kinh đã bất ngờ phát lệnh sơ tán toàn bộ hơn 250 triệu người dân của thành phố lớn như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Vũ Hán và Tứ Xuyên. Vì những nơi này liên tiếp xảy ra 3 trận động đất dữ dội khối đầu nhau dưới lòng đất, lệnh sơ tán ngay trong đêm đã được phát ra và toàn bộ 256.000 người dân sống quanh vùng hạ lưu quân đập Tam Hiệp cũng như là sông Dương Tử đã phải di chuyển gấp trong đêm lên những đỉnh núi cao hoặc lên khu vực cao hơn để tránh trú, hoặc có thể xuôi về phía Nam như Lào và Việt Nam để trú ẩn. Với tâm trấn chỉ cách đập Tam Hiệp khoảng 25 km, cùng với đó là vào ngày hôm qua, một con đê bao cỡ lớn ở sông Dương Tử bất ngờ bị vỡ, khiến cho tất cả khu vực nằm quanh tuyến đê bao kể trên bị nhấn chìm trong biển nước, gia súc, gia cầm, nhà cửa, đồ dùng trôi nổi theo dòng lũ, nhìn thật khủng khiếp. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, lượng mưa trong ngày hôm nay và một vài ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao, làm cho nước lũ tràn về và nguy hiểm đang rình rập tới con đập Tam Hiệp, cũng như 17 tuyến đê bao quanh sông Dương Tử. Còn Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần của Trung Quốc đã phát đi một thông báo khẩn cấp nói rằng ba con đập quanh khu vực trên đang có biểu hiện bị vỡ, đề nghị người dân cũng như các cơ quan ban ngành phải hết sức cẩn trọng, đề nghị mọi người hãy sơ tán khẩn cấp. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, hôm qua là một ngày cực kỳ đen tối với cả nước khi động đất, sóng thần, lũ lụt vỡ đê liên tiếp xảy ra trong cùng một ngày. Điều này đã làm cho nước lũ của các con sông như sông Hoàng Hà, sông Dương Tử và sông Mekong tăng nhanh đột ngột, buộc chính quyền ông Tập ban bố tình trạng khẩn cấp trên mức báo động đỏ ngay trong đêm, khẩn cấp yêu cầu người dân sơ tán lên những vùng núi cao hoặc sang khu vực khác của nước bạn để tránh trú. Và nếu tình thế cấp thiết quá thì có thể nhờ cậy Việt Nam mở cửa khẩu biên giới để cho người Trung Quốc sang lánh nạn tạm thời. Tuy nhiên, biên giới của Việt Nam vẫn được kiểm soát một cách hết sức nghiêm ngặt, cửa đóng then cài luôn luôn được bảo vệ. Và những nơi mà phía Trung Quốc tràn sang đều được theo dõi bằng camera 24/24 giờ. Không phải Việt Nam không ra tay cứu giúp người dân Trung Quốc trong lúc mưa to, gió lớn, động đất sóng thần, mà Việt Nam lo ngại một điều rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát, có những diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Nếu những ai chứng kiến tận mắt cảnh thiếu thốn về lương thực, thiếu thốn về thuốc men của hơn 200 triệu người dân Trung Quốc đại lục, chắc chắn chúng ta không kìm được nước mắt. Bởi trong những tháng vừa qua, người dân Trung Quốc đã nếm trải đủ mọi đau thương trên cuộc đời này. Tính từ tháng 12 năm 2022, dịch bệnh COVID đã tái bùng phát và đang tàn phá nền kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc phải đóng cửa toàn bộ những nhà máy, xí nghiệp, quán xá, nhà hàng, thị trường bị đắp chiếu. Cơ quan ban ngành, các công ty, tập đoàn thì bị niêm phong, thất nghiệp tràn lan. Sang đến năm 2023 này, dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được khống chế ở Trung Quốc, thì mưa lũ, bão tố phong ba, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở lại liên tục xảy ra, khiến cho người dân của Trung Quốc không còn đủ sức để chống chọi lại với tất cả. Khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn đang mải mê với những kế hoạch đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Vì thế lũ lụt họ cũng mặc kệ, vỡ đê động đất sóng thần họ cũng không thèm quan tâm. Mối quan tâm lớn nhất của chính quyền ông ta bây giờ là lãnh thổ, lãnh hải, là tiền, là quân sự, là thế lực. Làm sao để Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới vượt qua Mỹ? Nhưng hàng triệu người dân của Trung Quốc cho rằng nhiều lãnh hải, nhiều đất, nhiều tiền, quân sự mạnh thì để làm cái gì? Trong khi dịch bệnh lũ lụt đang càn quét thì chính quyền ông ta lại không quan tâm và lo lắng. Điều này đã khiến cho hơn 1/4 người dân của Trung Quốc đang bức xúc với chính quyền ông ta. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm đến tình hình lũ lụt hạn hán của Trung Quốc. Ngày hôm qua, đài truyền thông phương Đông của nước này đã cho biết một tin khá là rùng mình và xấu cho phía Trung Quốc khi con đập lớn của Trung Quốc đã cho xả lũ, toàn bộ cửa xả hoạt động 24/24 giờ. Đài phương Đông của phía Trung Quốc cho biết, hôm qua, hồ thủy điện lớn nhất của tỉnh, đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua, đã cho mở toàn bộ 11 cửa xả lũ nhằm ngăn chặn lũ lụt. Điều này cho thấy rằng tình hình động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở ở các tỉnh phía nam của Trung Quốc đang hết sức nguy hiểm. Đài Trung Quốc cho biết, hồ thủy điện mang tên Tân Giang thuộc tỉnh Chiết Giang đã mở cửa xả lũ đầu tiên trong vòng 100 năm vừa qua, khi mực nước trong hồ chứa vượt mức cho phép và được dự báo là còn tăng cao trong một vài ngày tới. Hồ thủy điện Tân Giang ở phía đông tỉnh Chiết Giang là dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường, đã mở cửa xả lũ khi tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Hồ thủy điện Tân Giang còn được gọi là hồ Quang Giao hay còn gọi là hồ Thiên Đảo, nằm ở thượng nguồn sông Đường, con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang, được biết đến với mức thủy triều cao nhất trên thế giới. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, tính đến 19 giờ tối ngày hôm nay, mực nước của hồ Tân Giang đã đạt mức 180,5 m, vượt quá mức nước dự trữ cho phép.
và vượt mức nước trong hồ được dự báo sẽ tăng cao do mưa lũ ở thượng nguồn đổ về trong một vài ngày tới. Do mưa lớn gây ra lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước trong hồ tăng nhanh và vượt mức cho phép. Kính thưa quý khán giả, mưa lũ vẫn đang kéo dài ở đất nước Trung Quốc. Những cơn mưa tầm tã không ngớt này chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, đó chỉ là theo cách nhìn của các nhà khoa học Trung Quốc. Những ngày qua xôn xao với nhiều thông tin bí ẩn trước những dị tượng lạ thường. Chẳng hạn, trận động đất kép xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên và tín hiệu lạ từ phía chân trời, đó là những tia sáng sắc xanh, sắc đỏ, hơn cả vận tốc ánh sáng liên tục xuất hiện ở nơi tâm chấn của vụ động đất. Một số người dân tỉnh Tứ Xuyên thoát nạn nhờ ra khỏi nhà trước đó để mang lễ vật ra ngoài trời cúng bái. Sau khi những tia sét quét qua quét lại nhiều lần, thì tiếp theo là hai trận động đất kép xảy ra. Trường hợp này người ta gọi là tín hiệu báo gần. Nó thường xuyên xảy ra trước khi tai họa ập đến khoảng nửa tiếng. Những tín hiệu báo trước và thời gian được người dân Trung Quốc quan niệm là điểm gở thường trước đó vài ngày, đôi khi cả 1 đến 2 tháng, tùy theo sự kiện lớn hay nhỏ. Khi đó điểm báo trước cũng xảy ra tai nạn. Chính quyền Trung Quốc vẫn làm ngơ với những gì con dân của mình đang phải chịu đựng. Họ có những sắc lệnh riêng, nhìn vào có vẻ đó là sự quan tâm của chính quyền đối với nhân dân, nhưng thực chất họ chỉ muốn giữ gìn những di tích cổ vật để làm nổi tiếng với thế giới. Đập Tam Hiệp không phải là di tích cổ, nhưng nó lại là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó to lớn và hoành tráng nhất trên thế giới. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc đã khẳng định con đập này không mang lại lợi nhuận như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói. Thậm chí từ ngày nó xuất hiện đã làm thay đổi khí hậu toàn cầu vì làm chậm vòng quay của trái đất. Cũng chính vì lẽ đó, thời tiết đã xoay chuyển chóng mặt và không đi theo một quy trình nhất định. Các nhà khoa học nói đó là thời tiết cực đoan. Vì vậy, đất nước Trung Quốc đã ảnh hưởng hậu quả nặng nề do chính con đập gây ra. Kính thưa quý vị, vào đêm ngày hôm qua, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống lũ quét kinh hoàng ập vào bờ đê của đập Tam Hiệp, làm cho một nửa con đập này bị vùi lấp, khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự việc xảy ra quá gấp gáp khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động mức cao nhất. Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được, tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết vào lúc 4 giờ 16 sáng ngày hôm qua, thì trận lũ ống trên bắt nguồn từ thượng nguồn sông Dương Tử kết hợp với lũ quét ở sông Hoàng Hà, sông Mekong dồn dập đổ về cùng một lúc. Sau những trận mưa to đến rất to kéo dài không có dấu hiệu chấm dứt, tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Xuyên, một người dân 63 tuổi đang sinh sống tại vùng hạ lưu con sông Dương Tử và đập Tam Hiệp nói rằng. Vào khoảng 2 giờ 15 rạng sáng ngày hôm nay, khi màn đêm đang bao phủ ngoài trời, cảnh tượng mưa lũ ngập lụt đang diễn ra, đường điện thì bị đánh sập. Người dân đang chìm trong giấc ngủ vội sau nhiều đêm thức trắng để hộ đê, thì bất ngờ con đập Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Camera ghi lại từ trên đỉnh núi, chiếu xuống thấy những con lũ ống, lũ quét đang ầm ầm, ùn ùn. Từ thượng nguồn đổ về khiến cho những con chim, những động vật núi rừng hoang dã phải cất tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời ơi, những cơn lũ ống, lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Tiếp tục câu chuyện, ông còn cho biết, tính đến ngày hôm nay, những cơn mưa to và rất to liên tục trút xuống những tỉnh thành phố nói trên. Và chắc chắn thiên tai năm nay sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc để cho những thế hệ sau biết được một sự thật rằng, năm 2023 chính là một năm đại thảm họa và đầy đen tối đối với Trung Quốc bởi vì mùa mưa bão của Trung Quốc diễn ra thật đáng sợ. Video vừa rồi đã khép lại thời lượng của bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.